mình không có cần chấm cộng hay chấm cụi gì, không cần thiết. Bởi vì cơ trời mà, khi đi từ đầu năm năm nay về trên nói á, không có thằng Nga đi trước, mà cũng chẳng có phải Trung Cộng đi trước, cũng chẳng có phải Việt Nam tàn rụi trước, cũng không phải thằng Kim Jong Un nó chết yểu trước, mà tất cả bốn năm thằng cùng chết một lượt. Mình ngày đầu mình đã nói như vậy, năm năm trước mình nói như vậy. Nếu mà người giỏi về chính trị phải hiểu, bây giờ thằng Nga chết không chết, sống không sống, còn Trung Cộng thì cũng chết không chết, sống không sống, mà nội mà cấm giận với Di Mạch rồi thôi là từ từ cũng chết. Chết á là giống như chết bị nội tạng, chết đói, chết khổ, còn hơn là chết bị bầm mắt bầm mũi. Còn đánh nhau chỉ giỏi làm bầm mắt bầm mũi thôi, ở trên không có cho chết kiểu đó. Cho nên cái chết mà tiệt gốc tiệt rễ luôn á là kinh tế, là chiến tranh hiện giờ là đang đánh nhau mạnh nhất. Chiến tranh kinh tế nó mạnh hơn chiến tranh bom tử gấp trăm lần nha quý vị. Tại vì bề ngoài á, có thể chết chừng triệu người, ô đối Trung Cộng nó 1 tỷ mấy triệu nhầm gì, nhưng mà chết kinh tế á, là sẽ mãi mãi tuyệt gốc của cái thể chế vô thần. Vô thần là cái bất thiện á. Trong tương lai khi những vị tiên thánh Phật hạ phàm, những cái quốc gia nào mà còn bất thiện á, từ từ họ cũng sẽ thay đổi. Nhưng mà những đầu sỏ rắn hai đầu á, Nga với Tàu á, là hai cái đầu này đứt trước, còn cái đuôi nó cứ quậy vậy, rồi từ từ cái chết sao. Còn Việt Nam mình á, bây giờ là thượng thiên này, là tự gì kìa, thắng thượng thiên. Mong Việt Nam thịnh thiên. Thịnh thiên nghĩa là tách ra khỏi Tàu, để mình đừng có bị trong lúc mà lộn xộn Biển Đông á, mình còn cơ hội Mỹ nó lấy mấy cái đảo lại giùm mình. Và đồng thời bữa thì cũng khấn giùm cho mấy ông bầu, tại mới có đem có 3-4 ông bầu đi lăn bột thôi, gì bà Lan nè, Xiben gì đó, rồi với cái ông Hiệp gì đó, rồi với ông uống nước gì đó, 3-4 ông. Nhưng mà sau đó mình khấn để cho Việt Nam đừng có đi bắt mấy ông bầu nữa, mà giữ quốc gia, còn một số vốn ở bển để mà làm ăn với một số người có công ăn việc làm. Cái núi này mình thấy nó đơn sơ, tính cái giá trị không bằng cái sổ rác của Ba Vàng hay Tam Chúc Việt Nam đó, hay là chùa Giác Ngộ gì bên bển, không bằng cái sổ rác của họ. Nhưng mà nó lại điều khiển cả cái thế giới này. Các duy vị về đây hội họp, và đồng thời những cái sự màu nhiệm biến chuyển thế giới là từ cái đỉnh núi Thiên Long Sơn này, là đỉnh núi duy nhất có cái sự liên hệ trực tiếp với bề trên, để mà làm cho quả địa cầu này thanh lọc, mà thanh lọc không có chết chóc, thanh lọc một cách màu nhiệm, mà thay đổi 8 tỷ người, mà thay đổi từ cái tánh nết không phải là dễ đâu, rất là khó. Mình thay đổi một đứa con ruột ở trong nhà mình thôi cũng là khó. Phú Hồ Chi Đạo Thiên Tâm ra đời ngay đúng lúc cha cho kỳ hạ phàm xuống mang thân người, nằm im giống như rồng mà nằm trong lòng đất, chờ cho tới ngày hôm nay xuất hiện. Quý vị vào cái hoàn cảnh của Việt rất là phải thông cảm. Ngày xưa bị biết bao nhiêu người xung quanh, bạn bè anh em mình nói mấy cái chuyện tâm linh á, họ không có hiểu và chửi không à. Đến sau này từ từ thời Covid dậy lên á, trước khi Covid lên á, bao nhiêu mới nói cũng may á, là mình là người đồ lại, dịch lại, truyền tin lại của lời của bề trên nói. Cho nên cái gì trúng cái đó, mà mai là trúng năm năm nay cái gì cũng trúng hết. Vậy mà hiện tại trong cái khoảng khắc này cũng có một số người vô minh vẫn chưa hiểu, họ vẫn còn nói chuyện là quan tưởng. Bởi vì nói Việt mà không đầu thai vô nước Việt
nước Việt hôm nay sẽ như Tây Tạng hay nước Miên bị diệt chủng rồi đó, quý vị biết không? Chuyện mà không lên tiếng cho nước Việt, không khấn cho nước Việt bị Covid hả, chết hả, cũng cỡ hàng triệu người á. Mình cái gì á, mình cũng thương, mình lo. Mà càng thương càng lo á, thì càng bị xỉa xói. Từ về chỗ nào có Phật, chỗ đó có quỷ. Nước Việt hôm nay Phật Thánh Tiên hạ phàm mang thân người nhiều quá, thì đồng thời quỷ trên trời và dưới địa ngục họ lên, họ đầu thai vô cũng quá đông luôn. Cả hai đều là song song nha.